chào quý vị và các bạn. Nắng nóng suốt tuần qua đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Nếu như thường ngày, 6 giờ sáng là lúc mà mọi người vẫn còn hăng say với các bài thể dục chuẩn bị bữa sáng, thì bây giờ ánh nắng chói chang và bầu không khí hầm hập suốt đêm hôm trước để lại đã khiến cho nhiều người vội vã tới cơ quan, trường học hoặc vào nhà trốn tránh tiết trời vô cùng khắc nghiệt. Vào sáng nay, sau một đêm oi bức và gió nam khô nóng thổi, thì nhiệt độ vẫn ở mức khá cao, phổ biến khắp khu vực đều là trên 30 độ, có nơi lên tới 33-34 độ. Nắng đã ngập tràn không gian và cường độ sẽ càng tăng cao trong vài giờ tới khi mà vùng thấp nóng sẽ phát triển mạnh hơn. Trưa nay, tâm điểm nắng nóng sẽ tiếp tục rơi vào khu vực Đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ phổ biến từ 39 cho tới 40 độ, các nơi khác sẽ dao động là từ 36 cho tới 39 độ. Tuy nhiên, có thể nhận thấy là tiết trời sẽ nhiều mây hơn so với hôm qua và đây là dấu hiệu đầu tiên cho sự thay đổi thời tiết sẽ diễn ra vào cuối tuần. Nhưng từ giờ cho tới thứ Bảy, tiết trời vẫn sẽ duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ. Nhiệt độ vào ban ngày sẽ sấp xỉ 40 độ, trong khi đó thì vào ban đêm cũng lên tới 31-33 độ. Như vậy là nhiệt độ trung bình ngày sẽ vượt trên 35 độ, cao hơn hẳn so với tháng 5, tháng đã được coi là nắng nóng kỷ lục. Bởi vậy, quý vị và các bạn hãy lưu ý giữ gìn sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với ánh nắng gay gắt và đặc biệt tránh để cơ thể sốc nhiệt khi ra vào các môi trường nóng lạnh khác nhau. Vùng nắng nóng gay gắt còn mở rộng xuống vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vùng thấp nóng phía Tây với nhiệt độ ngoài nơi vượt trên 40 độ. Các nơi khác, tình trạng quang mây cùng với nắng mạnh diễn ra cả ngày sẽ khiến nhiệt độ trong ngày duy trì khá cao, phổ biến nhiệt độ là từ 36 cho tới 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mức nhiệt sẽ thấp hơn một chút, dao động từ 35 cho tới 38 độ. Tuy nhiên, đi kèm với đó là độ ẩm trong không khí vào buổi trưa vẫn ở mức thấp, chỉ từ 45 cho tới 50%, nên cảm giác rất khô và nóng. Trong bối cảnh nắng nóng bao trùm khắp các tỉnh Bắc và Trung Bộ, thì ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo là sẽ chuyển sang trạng thái mưa nhiều bắt đầu từ chiều tối nay. Nguyên nhân là gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, và trên khu vực này sẽ xảy ra đều đặn hơn về mưa và chủ yếu vẫn sẽ xảy ra vào thời điểm chiều tối. Trong cơn dông, người dân cũng cần cảnh giác với hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh. Vào ban ngày, trời vẫn có nắng nhưng mức độ bớt gay gắt hơn, với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là từ 29 cho tới 32 độ và nhiệt độ tại Nam Bộ là từ 31 cho tới 34 độ. Xin được chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Do ảnh hưởng hút gió của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây nên ở vịnh Bắc Bộ sẽ có gió nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 cho tới 2,5 mét. Ngoài ra, do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh, nên vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa sẽ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động và có mưa dông mạnh, sóng biển cao từ 2 cho tới 4 mét. Như vậy là hôm nay, nắng nóng gay gắt sẽ còn tiếp diễn tại miền Bắc và miền Trung trong ngày thi thứ 3 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cấp quốc gia. Trong khi đó, thì Tây Nguyên và Nam Bộ có thể sẽ đón những cơn mưa dông vào chiều tối. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt này. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Thank you.